Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân Tập số 361 Ở tập trước thì Cao hơn một tập trước Thì chúng ta đã thấy cái diễn biến tâm lý của Thương Thục Thanh uh, Sau khi biết tin của Đạo Gia đã mất uh, Rất là hay Và liệu rằng diễn biến tiếp theo như thế nào Rồi uh, Đạo Gia sẽ có những hành động gì uh, Mời các bạn đến với tập số 361 hôm nay nhé Mình cũng chưa đọc nên mình cũng đoán thôi Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn thoải mái Mời các bạn lắng nghe tập chuyện Thương thuộc Thanh kể lại sự tình 10 năm trước Có thể nói thì nói Không thể nói thì tình lược đi Dù tình lược không ít Nhưng mà rất nhiều chuyện phó quân đàn nghe tới đã đủ kinh tâm động phách bởi vết thương chiều tông một đường quật khởi không dễ không phải là dân chúng tầm thường tưởng tượng năng trinh thiện chiến Để có thể đánh hạ được phần cơ nghiệp này sau lưng không biết liên lụy đến bao nhiêu sự tình coi như tình được trên thực tế có chút sự tình không tất yếu để phó quân đàn biết tới nhưng mà vẫn là câu nói kia thương thục thanh không muốn lừa gạt hắn sau khi nói xong Phó Quân Lan mới biết cứu đạo đối với Thương Triều Tông ý nghĩa là gì Đối với Thương Thục Thanh Ý nghĩa như thế nào Hắn cảm khai nói Thiếu niên tuổi không đến 20 xuất sơn Sử dụng mưu lực thông thiên Phiên vân phúc vũ Hấn anh hùng hồ đẳng, Lại có có một thân tu vi dám liều mạng Chém giết với cường địch Lại thông cầm kỳ thư hỏa Thi tử ca phú Tài mạo song toàn trong lúc nói cười tung hoành thiên hạ Trên đời đã có kỳ nhân như vậy ư? Thật là thiên phú kỳ tài Phó mẫu vốn tưởng chỉ là một pháp sư Pháp lực cao cường Chấn giúp cường địch mà thôi Hôm nay biết ta so với hắn còn lớn hơn mấy tuổi <laughs> So sánh với loại nhân vật này Phó mẫu Thật là sống uổng phí nhiều năm Kỳ nam như vậy Cũng không trách Có thể làm cho quận chúa chân thành chứ còn có một một chút tưởng niệm nghĩ người đã mất có lẽ có thể thay thế trong tim quận chúa bây giờ mới biết vị đạo gia này là nhân vật phó quần lan vĩnh viễn khó có thể nhìn theo bóng lưng có tài đức gì mà mơ mộng hảo huyền chứ thương thuộc thanh vội nói phó công tử thành nhị chỉ là như thực chất nói ra phó Quân Làn đầy đầy. quần lan nhấc tay đánh gậy quận chúa chớ gấp Tiểu sinh chỉ cho rằng Nhân vật như vậy chết rồi Đích xác quá đáng tiếc Quay đầu lại cười nói Quận chúa có khả năng không biết Ngày hôm trước làm tiên sinh tới tìm ta Là Bảo ta mau chóng cầu hôn Bây giờ Hắn lắc lắc đầu Thương Thục Thanh lúng túng nói Phó công tử Thanh Nhi đã không có ý gì khác Phó Quân Lan nói Tuy Phó mẫu bất tài Nhưng lại có thể nhìn ra được Nếu không phải là người nhà bức bách Quận chúa cũng không nguyện gả ra ngoài Ta chỉ muốn hỏi quận chúa một câu Nếu như không có người nhà bức bách Quận chúa có nguyện chân tâm thành ý gả cho ta không? Thương Thục Thanh trầm mặc không nói Lời trái với lương tâm nàng không nói ra được Phó Quân Lan nở nụ cười Hơn nữa cười rất sán lạn cả người lộ ra hào hiệp kỳ thực hiện tại ta rất ung dung có lẽ quận chúa không biết mỗi lần tiến vào vương phủ nhìn thấy thị vệ như rừng bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động thực sự là nội tâm nơm nớp lo sợ chỉ lo nơi nào làm sai vấn đáp chặt chẽ quy củ quá nhiều mỗi lần đến đều cảm thấy mệt mỏi phó ra vào vương phủ tranh đạch thật lớn Sau khi phó gia tao ngộ kiếp nạn thất bại hoàn toàn Nghe nói vương gia ở Nam Châu khởi binh Đánh đầu thắng đó Không chỉ cả nổi Chiếm được Nam Châu Khí thế như là mặt trời ban chưa Phó gia điền chuyển toàn tộc đến Một đường gian khổ là ngoại nhân không thể tưởng tượng Tới Nam Châu Toàn gia tâm tình thấp thỏm May là vương gia của niệm tình xưa Cho phó gia một chỗ kinh doanh Mới để cho phó gia dần dần khôi phục được nguyên khí Sở dĩ lệnh ta kết thân với quận chúa là bởi vì phó gia chịu nhiều đau khổ Phó gia biết rõ trong loạn thế Không có quyền thế che chở kết cục sẽ như thế nào Lần này trở về Ta thật không biết nên báo cáo kết quả với người nhà như thế nào Bên người nhà có lẽ có còn dễ sợ Nhưng mà ngoại nhân Không biết chuyện Ngoại nhân đều cho rằng Ta vào quận chúa đàm hôn luận gà tất thành Bây giờ thậm chí còn Có không ít quan viên địa phương bắt đầu Chủ động đang môn bái vọng phó gia Một khi ta cựu thân Ngoại nhân tự nhiên là cho rằng Ta đắc tội vương gia Đến lúc không biết sẽ có bao nhiêu người tìm phó ra gây phiền phức Nếu quận chúa cựu thật Đang yên đang lành Vì sao lại cựu thật Ngoại nhân cũng sẽ cho rằng có phải là phó gia trêu vương phủ hay không Cũng có phiền phức Hay, thật là để cho người đau đầu Nói tới mức độ này Thường Thục Thanh minh bạch ý thứ quán Chẳng có sự tình này Nàng cũng minh bạch mình muốn gì Thái độ của đối phương cũng làm nàng rộng rãi sáng sủa Cũng không có nói gì khác Nói thẳng Phó công tử khó xử Thanh nhi minh bạch Phó công tử yên tâm Sự tình này ta sẽ nói rõ Không liên quan gì tới công tử Sẽ nhờ Lam tiên sinh ra mặt chăm sóc Nam Châu tất chắc không có người làm khó dễ phó ra Sau này nếu phó ra có gì khó xử Có thể đến tìm ta Có thể giúp Thanh nhi nhất định là dùng hết khả năng Phó quân làn nghiêm mặt nói Quân Lan Tố Cổ Cũng không phải là Không không muốn cưới Mà là hy vọng quân chúa Quận chúa minh bạch Quân Lan không thể cầu hôn Thương Thục Thành im lặng Phó Quân Lan bỗng mỉm cười Nói đùa thôi Quân Lan chỉ là muốn biết Nếu như Quân Lan biết khó mà lui Quận chúa còn sẽ gả cho người khác hay không Nếu như còn Quân làn sẽ thủ vững không được Nếu như không Quân làn không dám khinh nhận Thương Thục Thanh nở nụ cười Rất kiên quyết nói Chuyện cũ như mộng Không gả cho ai Phó quần làn thở dài Người nhà cực kỳ chờ mong Lần này trở về Sợ là sẽ bị mắng chết Thương Thục Thanh cười nói Hôm nọ du viên Bao nhiêu nam nhi Thành nhi có thể lựa chọn công tử Công tử như Lan Thành nhi không có trông nhập Nếu như hủy lời hứa tái giá Lựa chọn hàng đầu vẫn là công tử Quận chúa đã cười Xem ra Vương Phi bàn giao nhiệm vụ ta Cuối cùng cũng coi như hoàn thành Phó quận Lan than thở Thương thuộc Thanh không rõ nói Nhiệm vụ Phó quận Lan nhìn xung quanh một chút thấp giọng nói Sợ người nghĩ không thoáng Vương Phi bảo ta nên an ủi Lấy tranh vẽ cho Vương Công Tử Mượn cớ mà thôi Chỉ chỉ bức tranh trên bàn Tiếp đó cầm lên Bức họa này của quận chúa Đưa cho Vương Công Tử không thích hợp Không bằng đưa cho quân Lan lưu niệm được không Thương Thục Thanh nói Nếu Phó Công Tử không chê Thanh Nhi nguyện tặng cho Công Tử Phó quân Đan xua tay Hay. Không ghét bỏ Không ghét bỏ Sao có thể ghét bỏ được chứ Bởi vì bức họa này Phá hủy một đoạn nhân duyên của ta Ta lấy đi bức họa này Làm quận chúa nợ ta một món nợ ân tình Không quá đáng chứ Ngày khác nếu có phó gia có sự tình gì Ta sẽ cầm bức họa này đến cầu Cầu quận chúa trả ta nhân tình Quận chúa ý như thế nào Thương Thục Thanh cười gật đầu đáp ứng Được một lời đã định À vậy tiểu sinh xin cáo từ Phó quần lan chép tay Cầm lấy bức họa Thương Thục thanh đưa hắn Nhưng hắn liên tục quát tay nói Không cần không cần Không cần đưa Đã rất quen rồi Nhưng thương Thục thanh vẫn tự mình đưa hắn đến cửa tiểu viện Nhìn theo đối phương rời đi Không khéo là Phó quần lan còn chưa ra vương phủ liền gặp phải Lam Nhược Đình Phó công tử Lam Nhược Đình vất tay Cho lui tùy tùng Thấp giọng hỏi Sự tình cầu hôn Quý phủ chuẩn bị thế nào rồi à, Sau này tiên sinh sẽ biết Phó quần Lan dứt lời chắp tay Ở trên mặt mang theo mỉm cười thong dong, Không nhìn vương phủ Đề phòng nghiêm ngặt Cứ như vậy mà nghi ngang rời đi Lam Nhược Đình xoay người nhìn theo Vút dâu trầm ngập không biết có phải là ảo giác hay không. Phát hiện vị này đột nhiên hào hiệp hơn rất nhiều. Không còn câu nệ. Dường như đã biến thành một người khác. Biến hóa nhanh như vậy. Không biết là chuyện gì xảy ra. Ra đại môn vương phổ. Phó quần Lan quay đầu lướt nhìn. Lại nhìn bức tranh trong tay cười khổ nói Trở về thật sẽ bị mắng rồi. Chỉ mong khoản buôn bán này làm đáng giá người hầu ghé vào trước mặt công tử buôn bán gì đại buôn bán phó quần đàn gõ đầu án phất tay nói trở về trong vương phủ đối mặt thương thục thanh đứng trước mặt thản nhiên tự tin đám người thương triều tông chấn kinh thương thục thanh gọi mọi người tới trực tiếp nói thẳng mình không muốn cả Bồng sần mình vuốt râu mỉm cười Theo hắn đây mới là kết quả tốt nhất Mặc kệ tương lai chân tướng như hữu đạo chết Có thể lộ ra hay không nha đầu này cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối Trong lòng của thương triều tông bi phẫn Nói cái gì Tới cái đó Quả như là vẫn bị tin đạo ra qua đời Gây ra biến cố Thái độ thương thủ thanh rất kiên quyết Lần này nói cái gì cũng vô dụng Cho có một lần biến cố Tâm hòa thông dòng sẽ không để cho mình bị khó xử Cũng xác thực bởi vì biến cố này Thái độ của mội muội đã quyết Thương Triều Tông cũng không bị bức Không bức nàng nữa Trước đây Mông Sơn Minh nói ít nhiều làm hắn có xúc động Nhưng mà một nương cô nương Không lấy chồng thì làm gì Thương Thục Thành cũng tìm sự tình đề bàn Không muốn nán lại trong vương phủ nhàn rỗi Muốn ở bên cạnh vương phủ Mở lớp học Miễn phí dạy hài tử nhà nghèo Muốn phát huy tác dụng sự học của mình Đối với việc này trong vương phủ không ai phản đối Dù sao cũng có thể vì vương phủ Giành được một chút thiện danh Sau đó thương tục thanh trừ dạy dỗ những hải tử kia Tình cờ có tâm tình Sẽ ra khỏi thành Đi tới bên mộ của đào hoa tiên nhân Tĩnh tọa một lúc Không gả Người hữu đạo ngạc nhiên Khóe miệng giật giật Vân cờ mang theo ánh mắt cân nhắc nhìn như hữu đạo phải Thương thuộc thanh cự hôn Chắc chắn không gả cho người Quản phương nghi rất khẳng định Tiếp tục cười lạnh Người nhìn xem người làm chuyện tốt rồi đấy Không quản được miệng của mình Vừa mới lên tiếng phá hủy cả đời người ta Người gánh nổi trách nhiệm này sao Người hổ thẹn không vậy Nghi hữu đạo không phục Sự tình này mọi người đều biết Là bọn hắn muốn giấu Có thể che giấu sao này cũng chỉ có thể trách đến trên đầu ta Quan Phương Nghi nhắc nhở Người ta không cần giấu cả đời Chỉ muốn giấu đến sau khi Thanh Nhi kết hôn thì lại nói Ngươi trộn đẫn vào lần này tốt rồi Nghiêu hiếp đạo nói <laughs> Góc nhìn đàn bà Quan Phương Nghi nói Phải ta góc nhìn đàn bà Chính bởi vì ta là đàn bà Thì mới càng hiểu nữ nhân Ngươi thật một chút cũng không hổ thẹn sao Nghiêu hiếp đạo có chút tức giận Đừng có chút đến người ta Ngón trỏ quản phương nghi nghi hoặc ngoắc ngoắc trái tim hắn Kết quả bị nghi hữu đạo đập ra Nhưng không tức giận Vương khiếu Thực ra nếu thực cảm thấy hổ thẹn Không bằng lấy công chuộc tội Người thằng thánh cưới người ta đi Rất lời quay đầu bước đi Người hữu đạo còn không kịp mắng Nàng liền chạy Nhìn thấy vân cơ về mặt cân nhắc Ý bị chế nhạo rất rõ ràng Lập tức sầm mặt lại Vân Cơ cân nhắc nói Người có thể rũ sạch liền tốt <laughs> Người hữu đạo giận quá mà cười Liên tục gật đầu Phát hiện thế đạo biến đổi Từng cái từng cái bắt đầu dám khiêu khích hắn Chỉ chỉ Các ngươi <laughs> Các ngươi từng cái từng cái Này là bắt nạt ta mai danh ẩn tích không dám phát hòa Để người phát hiện sao Từng người Từng người đều muốn tạo phản phải không Ta nghĩ thu thập Nghĩ ta thu thập không được các người có phải không Vân cơ rất bình tĩnh Xoay người nhìn ngoài cửa sổ Giống như cái gì cũng không nghe thấy Trong miệng nhẹ nhàng Ngâm một giai điệu Núi không nói Biển xanh Mặc kệ Hữu đạo có thừa nhận Sự tình thương thuộc thanh liên quan tới hắn hay không Một loạt sự tình chân chính có quan hệ tới hắn Cũng đã triển khai Phủ thứ sử Kim Châu Lê Vô Hòa phong trần mệt mỏi quay về Hải Như Nguyệt nghe tin từ bên trong ra nghênh tiếp Gặp mặt liền hỏi đưa tin là được Vì sao còn phải tự mình đi một chuyến vận động thiên phủ ý kiến thế nào Cái gọi là ý kiến Là bởi vì thương triều Tông Phái mật sư đến chỗ nào Yêu cầu Kim Châu phối hợp Nam Châu hành động quân sự Muốn hai châu liên thủ Điều động nhân mã Tạo áp lực với tử Kim Động Vì thương triều Tông và tử Kim Động đàm phán tranh thủ trạng thái có lợi nhất Bên này truyền tin tức trương cầu ý kiến của vạn động thiên phủ Ai biết vạn động thiên phủ hồi phục Là lệnh Lê Vô Hoa mau chóng trở về một chuyến Vào trong lại nói Giống như là bất tiện ở bên ngoài nhiều lời Lê Vô Hoa nhấc tay ra hiệu Hai phu phụ cấp tốc đi vào trong Tiến vào một gian tĩnh thất tu luyện Lê Vô Hoa buông tiếng thở dài Điều động đại quân Phối hợp Nam Châu hành động đi Hải Như Nguyệt kinh ngạc Tông muốn đáp ứng lê vô hoa liếc nhìn bốn phía đưa miệng tới bên tai nàng thấp giọng nói không có biện pháp không đáp ứng có biết vì sao truyền ta trở về hay không bởi vì chút sự tình không dám nói trong thư trước đó trưởng môn thu được một mật thư không biết ai truyền tới trong thư đề cập bí mật của xích dương chu quả trong thư liệt kê chứng cứ rất rõ ràng hải như nguyệt cả kinh ý tứ là nam châu giờ trò lê vô hoa nói Cụ thể là ai giờ trò không biết Nhưng mà yêu cầu chúng ta phối hợp Nam Châu điều động nhân mã Trừ bên Nam Châu còn có thể là ai Hay. Xem ra nghi hữu đạo chết Cũng không có mang bí mật kia đi Từ Kim động Quy Minh Các Trường Môn cùng đâm sách cùng với mấy vị trường lão hộ tụ Chỉ thiếu hai người Nghiêm đập đi rồi Đã bị người của phiêu miễu các mang về thánh cảnh Trường lão nguyên ngạn Thì đi Nam Châu hiệp đạp Hai vị thái thượng trường lão khác lưu thủ cũng tới Sắc mặt của Xuân Tín Lương và đồ khoái nghiêm nghị Ngồi xếp bằng ở hai bên Trung Cốc Tử Đối mặt một đám người phía dưới Trung Cốc Tử y nguyên nhắm mắt không nói Cùng lầm sách thầy tuyên bố ý đồ triệu tập mọi người tới đây Là ý thế nào? Trung Cốc Tử tự giác thọ hạ đã đến gần Thân thể đã quá mức già yếu Không cách nào lại duy trì cơ năng sinh lý bình thường Muốn thiến vào một lần đại bế quan toàn lực chữa trị cuối cùng nếu có thể chịu nổi có lẽ còn có thể sống lâu hai, hai năm không chịu nổi lần này khả năng chính là lần cuối gặp mặt mọi người nói xong mục đích cùng lâm sách tuyên bố lần này trong lúc trùng lão bế quan bất cứ người nào cũng không được tự tiện tiếp cận quy mên các bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu người trái lệnh lấy một quỳ nghiêm trị Mọi người đều trầm mặc Kể cả hai vị thái thượng trường lão khác cũng lễ mạnh Vâng Cùng lâm sách nhìn về phía Trung Quốc tử. Trung Sư Bá Ngài xem ngài có cái gì phân phó không Trung Quốc Tử chậm rãi mở hai mắt Giọng điệu tăng thường nói Thọ có thiên thời Không thể chống cự Vội vã trăm năm trong nhà mắt của đã qua Chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt Âm ân oán oán Thị thị phi phi Ai đúng ai sai Nghiệp chướng đều quy thành hư vô Làm sao còn có gì phân phó Hai vị sư đệ Ta có khá khả năng Ta có nhiều khả năng không qua nổi năm nay Trước tiên cáo biệt một tiếng Xin tự bảo trọng Sắc mặt Xuân Tín Lương và đồ quái bi ai Đều cúi đầu Sư Huynh bảo trọng Hai người là chân tâm đau buồn qua không được bao năm hai người cũng sẽ đi tới một bước này có cảm giác thử có cảm giác thỏ từ hồ bi cự an ở ngoài cửa âm thầm rơi lệ trung cốc tử nói trưởng môn lưu lại người khác đi đi vâng chư vị trưởng lão đứng dậy cung kính chắp tay từng bước một lui về phía sau rời đi Xuân Tiến đường và đồ khoái lưu luyến không rời Trung Cốc Tử nói Đi đi Mọi người lục tục rời đi Trung Cốc Tử nhìn cung lâm sách kẽ gật đầu Cung lâm sách tiếp nhìn ngoài cửa Đến gần bên người Trung Cốc Tử Cuối người ghép vào lỗ tai Thấp giọng nói Sư bá yên tâm Hết thầy đậu ăn bài thỏa đáng. Trung Cốc Tử cũng thấp giọng nói Ta lấy thân thử nghiệm trước Xem có thể thành công hay không Cần thời gian lại như thế nào Sau khi có kinh nghiệm Sẽ để trưởng môn tham khảo Làm phiền sư bá Cùng lâm sách kẽ gật đầu Này là cực kỳ cần Tuy hắn có vô lượng quả nhưng mà toàn bộ từ kim động Không có bất cứ người nào có kinh nghiệm sử dụng vô lượng quả Không biết sử dụng vật này đột nhiên cần bao nhiêu thời gian Này đối với hắn mà nói Là cực kỳ trọng yếu Cùng lâm sách kẽ gật đầu này là hắn cực kỳ cần Tuy hắn có vô lượng quả Nhưng mà toàn bộ từ kim động không có bất cứ người nào có kinh nghiệm sử dụng vô lượng quả Không biết sử dụng vật này Đột phá cần bao nhiêu thời gian Này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu Từ kim động không thể một ngày vô chủ Hắn là trường môn từ kim động Không thích hợp biến mất quá lâu Lại đang ở thời buổi rối loạn Cho nên nắm giữ được thời gian đại khái vô cùng trọng yếu Có thời gian cụ thể Hắn cũng có thể quy hoạch rõ ràng Trung Cốc Tử nói Đi đi Cùng lâm sách lui về phía sau Chắp tay hành lễ Sau đó xoay người rời đi Gia đại môn phất tay ra hiệu Bên ngoài lập tức có đệ tử Đối đuổi nhau đi vào Có thì khiêng thùng Đức Có thì nâng hộp linh đàn Lần này đại bế quan Trung Cốc Tử không dùng ẩm thực ngoại giới Cơ hồ triệt đề Thiến vào trạng thái tịch cốc đợi đại tử đưa đồ vật vào trong ra hết cùng lâm sách ra lệnh một tiếng phong ấn kẹt một tiếng đại môn dày nặng của quy minh các đóng lại Dán giấy niêm phong sau đó cùng lâm sách xuất đỉnh mọi người đứng chỉnh tề chắp tay bái bà cái tất cả xong xuôi bên ngoài tăng mạnh thù vậy phòng ngừa có người quấy giày trung cốc tử mà cung lâm sách mới vừa cùng mọi người đi tới dưới ngọn núi liền có thư khẩn cấp đưa đến trong tay Doãn Dĩ Đức. Doãn Dĩ Đức xem xong, nhìn cung lâm sách bẩm báo. Trường môn, bên Nam Châu trở đến tin tức trao đổi với Thương Triều Tông. Thương Triều Tông đưa ra yêu cầu quá đáng. Cung lâm sách mặt không hề cảm xúc, nói. Doãn Dĩ Đức nói, nguyên trưởng lão báo, Thương Triều Tông muốn lưu người của Mao Lưu biệt viện ở Nam Châu, cũng yêu cầu trả lại phi cầm cho Mao Lưu biệt viện. Phó quân nhượng cả giận nói Mở cái chuyện cười gì vậy Này là sự tình đã nói với Nghi Húc Đạo khi còn sống Bây giờ mau lưu biệt viện Đổi ý Là có ý gì Những phi cầm cỡ lớn kia là bọn hắn lập xuống chứng từ biếu tặng Bây giờ muốn đòi về Lẽ nào có lý do Sớm biết như vậy Liền không nên để bọn hắn sống sót rời từ kim động Cùng lâm sách hỏi Còn nữa không Doãn dĩ đức gật đầu Còn Nguyên trưởng lão phát hiện người của tiêu giao cung và Linh Kiếm Sơn đã đến phủ thành Nam Châu dường như là muốn nhân cơ hội đào góc tường của tử Kim động chúng ta Mặt khác Trước đó Thương Triều Tông truyền đạt quân lệnh Nhân mã Nam Châu đã bày ra trạng thái điều động dị thường Mà nhân mã bên Kim Châu cũng có điều động Nhìn trạng thái hai người liên động Có hai loại khả năng Một trong số đó là Thương Triều Tông bày ra trạng thái không tiếc giá lớn Chỉ cần từ kim động ta dám động hắn một khi Nam Châu có biến Nhân mã Nam Châu có khả năng khẩn cấp lui về từ Lui về Kim Châu Nhân mã Kim Châu sẽ làm chuẩn bị tiếp ứng Thứ hai Nhân mã Hải Châu dường như là có khả năng liên thủ tấn công Quang Châu Trường môn đại thiện Sơn Hoàng Liệt Rất căng thẳng Đã khẩn cấp đi phủ thành Nam Châu Gặp mặt nguyên trường lão Mạc Đinh Tuyết cười gần Thương Triều Tông khá lắm Thật cho rằng không dám giết hắn sao Trường một Theo ý ta nên nhanh chóng phái người đi trực tiếp tiêu diệt tất cả người của mao lưu biệt viện người mao lưu biệt viện không còn Là xem hắn cùng ai mà bàn điều kiện đây cùng lầm sách liếc xéo này nếu thường triều tông thực không tiếc tất cả thì làm sao xử lý giết hắn sao e là tiêu giao cung linh kiếm sơn đang ước gì chúng ta làm như vậy sau khi giết hắn thì sao kim châu kia trên danh nghĩa là của chúng ta trên thực tế là do ngưu trường lão khi còn sống trường không nhân vật chủ yếu không ở trong tay chúng ta không chế một khi giết thương triều tông gây nên nam châu binh biến cùng nhân mã kim châu điên hợp lại tấn công quang châu mà nói tiêu dao cung và linh kiếm sơn sẽ rất vui tất nhiên khuynh lực chống đỡ người biết kia là hậu quả gì không trong nháy mắt nam châu không còn kim châu không còn quang châu cũng mất người hẳn phải biết tầm quan trọng của nhân mã thương hệ đối với chúng ta đây là then chốt để chúng ta nắm giữ quyền lên tiếng ở vệ ở yến quốc ném mất ba châu lại mất đi quyền lên tiếng ở yến quốc Ngươi cảm thấy có lợi sao mạc đinh tuyết bị hỏi không còn gì để nói Cùng lâm sách nói thông báo nguyên trưởng lão đàm phán tiếp đàm đến đàm đi đàm không ra cái gì bên từ kim động nội gián như là cung lâm sách trường khống đại cục phối hợp kết quả có thể tưởng tượng được dưới tây bình quan một chi nhân mã tấn quốc lao tới thông đạo tiếp tế của tây bình quan rút cục bị đại quân tấn quốc mở ra thường tướng quân doãn tướng quân cực khổ rồi doãn trừ và thường tướng quân từ tấn quốc đến cười ha ha cao hứng ôm nhau hai người buông ra Thường tướng quân đôi kéo cánh tay Doãn Trừ Chỉ vật tư tiếp tế quần quận ở phía sau Doãn tướng quân mời xem Tấn quốc ta tỉ mì chế tạo 20 vạn trừa cường cung 3 triệu lợi tiến Còn có 20 vạn con cháu tấn quốc Ta xem ta đưa tới ngươi cho ngươi rồi Đến tiếp sau Ta muốn đưa ngươi Một vạn xe lương thực Được 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 Doãn trừ cao hứng đến chảy nước mắt Chỉ có hắn mới rõ ràng Đối mặt quân tần cường công một mình hắn thù ở chỗ này không khổ như thế nào Thường tướng quân vỗ lưng hắn Không vội cao hứng Còn có mời xem Ta vì người mang đến hơn 5.000 tu sĩ tấn quốc Trợ giúp tướng quân một chút sức lực Doãn trừ cả kinh Bây giờ tu sĩ tấn quốc đang thiếu hụt Một thoáng điều phối cho ta nhiều như vậy Chiến trường chính phải Chẳng phải là khẩn trương sao Thường tướng quân xua tay không cần đo lắng Nhân mã vệ quốc ngã về tấn quốc ta không ít Đồng dạng môn phái tu hành ngã về phía tấn quốc ta cũng không ít Tây Bình Quan chính là cứ điểm ít hầu Cao đại tư mã Vì trợ giúp tướng quân thủ vững Không tiếc trọng dụng môn phái nương nhờ vào Sau đó thuyên chuyển đệ tử môn phái tấn quốc ta Tin tưởng cho tướng quân Tướng quân chứa cô phụ kỳ vọng của đại tư mã Doãn Trường nói Xin thường tướng quân Truyền cáo đại tư mã Có những trợ lực này doãn trừ ta có thể thù vững tây bình quan một năm tốt chiến cuộc đối với vệ quốc càng ngày càng không ổn tự nhiên cơ cấu tình báo của vệ quốc và tề quốc cũng không phải là ngồi không sự tình nguyên thủ tướng tây bình quan trường trần trường công bị giết trung quy vẫn lộn gây ra kinh hoàng không nhỏ Húc đạo xem xong các tin tức ở trong lầu các bồi hồi thì thầm gia hỏa kia đến tột cùng là ở đâu Quản Phương Nghi ngồi sau một đống công văn Tay cầm quả lê nhai nhai Thuận miệng hỏi Ai Nghi hữu đạo không đáp Nhìn nàng tự như cười mà không phải cười Nói Đoạn thời gian này Thiệu Bình Ba liên tục ra tay Sắc thực là sảng quái Ta muốn dệt hoa trên gấm Đưa cho một phần lễ lớn Ngươi cảm thấy thế nào Đại lễ à Quản Phương Nghi kinh thường Cực kỳ không tin Người có thể diệt hoa trên gấm cho hắn à Đưa cho hắn một lão bà Người hữu đạo nhấc tay chỉ chỉ tình báo Chế diệu nói Thái thúc hoàn nhỉ Hắn kỳ tấn quốc lập xuống công lao hạn mãn Đường đường thất công chúa tấn quốc Gả cho hắn hòn ngọc quý trên tay tấn hoàng Lẽ nào này không phải đại lễ diệt hoa trên gấm sao Thái thúc hoan nhi chính là trần trường công Quản phương nghi phốc một tiếng phun miếng đê ra ngoài trợn mắt nói thật hay giả vậy thiệu bình ba có thể thấy lấy thái thúc hoan nhi nàng kinh ngạc nhưng mà nghi hữu đạo chậm rãi cúi đầu nhìn trên người mình vì không hề phòng bị nên người đầy vết bật nghi hữu đạo âm trầm này chỉ là chuyện nhỏ để hắn đen mặt không phải là chuyện nhỏ này Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng Bỗng nhìn quát mắng Ngươi nhìn ngươi hiện tại đi Ngồi không ra hình dáng Ăn không ra tướng ăn Càng ngày càng cản rỡ Ngươi cũng muốn làm cái gì Từ khi đi tới bên này Không thể lộ diện Không thể bại lộ thân phận Tình huống thật bốn phía Có cái loại cảm giác lật trời Từng cái từng cái càng ngày càng khó coi Không coi hắn ra gì Viên cương thì không nghe lời Vân cơ bắt đầu âm dương quái khí Vị này thì càng ngày càng cản rỡ Đạo gia của bao lưu sơn trang cảm giác mình gặp phải khiêu khích Cảm giác quyền uy của mình bắt đầu bị dao động Ờ à, xin lỗi xin lỗi Quản phương nghi ném quả lê Tranh thủ xin lỗi Đưa tay giúp hắn lau sạch Người hữu đạo hất nàng ra Thi pháp một chút Vết bẩn trên người rơi xuống đất Hiểu lầm hiểu lầm Thật sự không phải là cố ý Quản phương nghi vui khôn tả Có vẻ như là rất thích xem vị này tức giận Tiếp đó lại mặt dày mày dạn Quấn đấy không phải ta càng ngày càng cản rỡ Mà là chiếu người phân phó đi làm Người hút đạo giận quá mà cười Chỉ chỉ trên người mình Ta có để ngươi làm như vậy Quản phương nghĩ nói Ngươi có nói Ngươi suy nghĩ một chút Không phải là ngươi vì không bại lộ thân phận Bảo chúng ta không coi ngươi là Bảo chúng ta Không coi ngươi là quan trọng sao Miễn làm người khác nhìn ra đầu mối Nổi lên nghi ngờ Ta khả năng là quá nhập vai à, Được rồi Nhất thời thì sơ sẩy Đừng nóng giận nhé Người ý. Người hút đạo nhất thời không còn gì để nói Phát hiện bản thân Nâng tảng đá lên đập vào chân mình Hóa ra từng cái từng cái khiêu chiến quyền uy quán Đều đã nghe lời hắn à Vân cờ dựa trên cửa sổ mỉm cười Tốt rồi Quản phương nghi tự như là làm đúng cua cua cánh tay quán Ta đã nhận lỗi Đừng nóng giận Nói chính sự Muốn chúng ta làm như thế nào làm cái gì như thế nào Nghiếu đã đạo bỏ qua nàng dây dưa dáng vẻ hòa khí chưa tiêu Gần đây bởi vì sự tình thương thuộc thanh Làm thương thuộc thanh hạ quyết tâm Trung thân không cưới chồng Đích xác để án có chút buồn phiền Hắn không sợ ân oán Chỉ sợ đồ vật khác Quản phương nghi nói Thiệu bình ba kia đích xác chẳng ra gì Ngươi không phải là muốn thái thúc hoàn nhi gả cho sao Thái thúc hoàn nhi nào có thể tùy tiện nghe lời ngươi Thiệu bình ba cũng chắc chắn sẽ không cưới nàng Chúng ta phải làm chút gì chứ Căn cứ nghi hữu đạo phán đoán Vệ quốc nội loạn khả năng là thiệu bình ba một tay trù tính Mấy điểm chu khu Thông tin của quân tề Khả năng cũng là thiệu bình ba công phá Đầu độc trong hoàng thất tề quốc Khả năng cũng là thiệu bình ba thao tác Ngay cả em rể của mình cũng không buông thả Còn có tây môn tính Còn có tây môn tinh không Chúng độc Làm không tốt Cũng là thủ bút của thiệu bình ba sự tình Thái Thúc Hoàn Nhi ủy thân cho trường Trần Trường Công bây giờ Càng là mọi người đều biết Không ai nguyện ý giúp Thiệu Bình Ba cõng cái oan ước này Đã làm rõ là Thiệu Bình Ba hiến kế Có chút sự tình mới đầu Không có chứng cứ xác thực Chứng minh là thủ bút của Thiệu Bình Ba Nhưng mà qua một loạt sự tình Quay đầu lại nhìn xem Đều là quay xung quanh tấn quốc nhắm vào vệ quốc Tề chi Đều là quay xung quanh tấn quốc Nhắm vào vệ tề chi chiến Hết thầy mục đích của hành sự Người được thu lợi đều là tấn quốc Phong cách của từng sự tình Đều có chỗ tương tự Cơ hồ đều là vì đạt được mục đích Không chờ thủ đoạn nào Thêm tiếp liên tiếp các sự tình tập trung Ở cùng một thời kỳ bạo phát Nói là một người chủ tính cũng không quá đáng Quản phương nghi cơ bản là tin tưởng Nghiếu đạo phán đoán Đích xác có khả năng đều là mưu kế của thiệu bình ba kia nếu nói trước đây những Đạo luôn nhìn chằm chằm Thiệu Bình Ba Quản Phương Y lén đút còn có mấy phần buồn cười Một phàm phu tục tử mà thôi Bây giờ thì đã không cười nổi Một người vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn Mượn dùng lực lượng tấn quốc thúc đẩy nhiều chuyện như vậy Người này đích xác là để cho người cảm thấy có chút hoảng sợ So với mình đào mình thương liều mạng Chém giết thì đáng sợ hơn nhiều Không sợ người tu vi cao Đụng phải cái loại người này Có lúc người ngay cả chết như thế nào cũng không biết tu vi tây môn tinh không có cao không chỉ sợ đến hiện tại còn không rõ là bản thân đang ngã ở trong tay ai mặt khác đứng ở góc độ nữ nhân sự tình thái thúc hoàn nhi thiệu bình ba lại có thể làm được loại sự tình này đã đủ để quản phương nghi cảm thấy đáng hận nếu có cơ hội thu thập thiệu bình ba nàng tuyệt đối rất vui vẻ trên thực tế thời điểm bên mao lưu sơn trang vì đạt được mục đích không chờ thủ đoạn nào cũng nhiều nhưng mà lập trường bất đồng Nàng còn chưa đủ tình tinh tế nhìn lại mình Nghiếu đạo khắc chế tâm tình cũng nhanh Đi trở về bên bản Cầm đến một phần tình báo Tuổi tác hai người quá khác biệt Thái Túc Hoàn Nhi ủy thân cho Trần Trường Công Tất không tình nguyện Sau đó Trần Trường Công lại bị giết Trải qua sự tình này Thái Túc Hoàn Nhi tất hận Thiệu Bình Ba Nhưng mà nàng căn bản không phải là đối thủ Thiệu Bình Ba Trả thù bình thường chọc giận Thiệu Bình Ba bằng năng lực thượng bình ba công chúa tấn quốc lại thế nào thượng bình ba đã xuất sơn lần nữa trên tay có tài nguyên thì chút thủ đoạn liều có thể đẩy nàng vào chỗ chết quản phương nghi nói thế bây giờ làm sao nghi hữu đạo nói cho nên phải có người giúp nàng một tay giúp nàng báo thù rửa hận quản phương nghi có hứng thú rồi làm sao giúp nghi hữu đạo thả xuống tình báo trong tay từ từ nói để thái thúc hoàn nhi gả cho thiệu bình ba không khó đáng tiếc hiện tại tình huống của ta không thích hợp ra tay nếu không sẽ lưu lại manh mối rõ ràng tiện nghi giao hỏa kia để thái thúc hoàn nhi gả cho thiệu bình ba không phải mục đích mục đích là muốn bức thiệu bình ba hiện thân lúc ta không có mặt giao hỏa này nhảy rất vui không có người là đối thủ thậm chí không có ai có thể nhận ra được là thủ bút của anh. ta trở về sao có thể ngồi xem hắn lớn mạnh một khi để hắn thu được đủ tài nguyên này không phải là chuyện tốt gì gia hỏa kia ngủ đông lâu như vậy bây giờ đã xuất sơn nhưng mà bằng vào con đường tin tức của ta vậy mà không tìm được tung tích quán thật sự quái gì xem ra gia hỏa này cũng biết bản thân ra tay liên tục lo lắng đưa tới chủ ý bị lực lượng tề về ám sát nên vẫn tiềm tàng không đến lúc đại cục phía tây ổn định lực lượng vệ quốc triệt để tan vỡ sẽ không dám dễ dàng hiện thân vì đã đến mục đích này giao hỏa kia sẽ hoàn toàn thúc đẩy tấn quốc mau chóng bình định tề vệ tuy hồ diên vô hận năng chính thiện chiến cũng chính bởi vì năng chính thiện chiến nên tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt quán một khi hồ diên vô hận trở ngại thế tiến công của tấn quốc hắn tất không tiếc trả giá hạ độc thủ đối với hồ diên vô hận một khi hồ diên vô hận ngã tề vệ liền chắc chắn xong đời cho nên muốn hắn bước ra Giải quyết được hắn Ta ngược lại muốn nhìn thái thúc hoan nhi gả choán Có thể bước hắn ra hay không Tổng không thể ngay cả Thành thân cũng không lộ diện chứ Một khi lộ diện Tập trung hắn Cắn chết hắn Một lần giải quyết hậu hoạn Quan phương nghi than thở Phát hiện đối thủ cũ chính là đối thủ cũ Tính kém một chút để có thể mò ra ý đồ của đối phương Người nói thẳng đi Muốn chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm như thế nào sao? Nghi hút đạo lắc đầu Chúng ta cái gì cũng không thể làm Đàng hoàng ở Nam Châu Thu thập tình báo sau đó quyết sách là được Không thể manh động Có bất cứ động tác nào cũng sẽ gây ra hoài nghi Ta không ở đây Người mau lưu biệt viện còn liên tục ra tay Khống chế thế cục Sẽ khiến người hoài nghi Người khác không ta không rõ Nhưng mà thiệu bình ba ta rõ Một khi lộ ra manh mối Giấu qua người khác Nhưng không giấu được hắn Thủ pháp của đối phương Thủ pháp của đối thủ cũ Người có tin chỉ cần ta tự mình ra tay Vừa cùng hắn giao thủ Hắn liền có thể lập tức đoán ra ta còn sống không Này sẽ là hậu quả gì Cái phong hiểm này ta không gánh được Ta đã ăn thiệt thòi trên tay hắn Không thể không cẩn thận đề phòng Từ hiện tại bắt đầu mau Lư Sơn Trang ta toàn diện truyền vào hậu trường Cựu thánh ở hậu trường điều khiển thiên hạ Chúng ta cũng phải trốn vào hậu trường Như vậy mới có thể tìm được tư cách giao thủ với bọn hắn Trước khi thế cục đến mức độ nhất định Trước khi không thể đảo loạn tay mắt của bọn hắn Chúng ta không thể dễ dàng công khai ra tay Người yếu Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí như vậy Thận trọng từng bước Ánh mắt vân cơ Nhìn hắn có chút kinh ngạc Ngày hôm nay Nghĩa đạo ở trước mặt nàng thổ lộ Muốn chính thức giao thủ với cửu thánh này là nghe tự hồ hơi buồn cười Nhưng mà trong lời nói ẩn dấu khách khí phách Quyết một trận thư hùng Làm cho nàng không thể cười nổi Nàng không biết Gấu đạo đến mức độ này Đã là không có biện pháp Chỉ còn cần ở trong cục Thì không thể không đối mặt kiều thánh Từ lúc hắn ở trong vô lượng viên thành công trụng quả Từ khén quyết định giả chết thoát thân Từ khén rời thánh cảnh Có chút sự tình là không thể không làm Đối với hắn mà nói Cá nhân cựu thánh cực kỳ đáng sợ Đáng sợ là cựu thánh thành lập thế lực khổng lồ Bao phủ toàn bộ khắp thiên hạ Cá nhân Có gì mà đáng sợ Thiên hạ lớn như vậy Người nhiều như vậy Tùy tiện tìm một chỗ trốn đi Tùy tiện lần vào trong biển người mênh mông là được Chờ tu vi đại thành Ta còn không giết được ngươi Nhưng vì cái gì ra cắt chỉ phải trốn Vì sao vân cơ lại phải điệu thấp thành như vậy Không trốn không được không lật đổ thế lực của cửu thánh không đâm mù tai mắt cửu thánh thì cần bị cửu thánh nhìn chằm chằm ai cũng không sống nổi tai mắt của cửu thánh ở đâu chính là phiêu miệu các chính là cửu thánh điều khiển thế cục thiên hạ Nếu đạo trở lại nam châu nắm giữ thế lực của mình không nhả mình chính là muốn tranh cướp thế cục thiên hạ tranh thủ khống chế thế cục ở trong tay của mình một khi cửu thánh mất đi quyền khống chế thế cục tai mắt đền rối loạn nghe không rõ nhìn không thấy Nghe được nhìn đến có lẽ đều là giả tạo Khi đó cơ hội của bọn hắn liền đến Mà lúc này cửu thánh trình đốn phiêu miệu các Dễ tạo thành thiên hạ dung chuyển Cũng dễ dàng dẫn đến cửu thánh phản ứng trì độn Với thế cục thiên hạ Này chính là cơ hội tuyệt hào Không thể lỡ Quản phương nghi trần trở nói Đã như vậy Vậy làm sao giúp thái thúc hoan nhi Làm sao cũng phải có người liên hệ với nàng chứ Đúng rồi Có thể thông báo tề vệ Để bên kia động thủ không Nghi hữu đạo nói Chúng ta thông báo tề vậy Người dám cảm đoàn phiêu mẫu các sẽ không biết là chúng ta sau lưng nghĩ kế ư Phiêu mẫu các thầm thấu các nơi đến mức độ cỡ nào Là người không cách nào có thể tưởng tượng Ta đi thánh cảnh một chuyến Rõ ràng hơn người rất nhiều Còn có một điểm Đối phó loại người như là thiệu bình ba Không phải ai cũng được Dễ dàng bị hắn xoay chuyển Nhất định phải là người có năng lực nhất định Thì mới có thể giao thủ với hắn Quản phương nghi không rõ Chúng ta không thể ra tay Người càng không thể đứng ra ra tay Vậy người nói những cái này có tác dụng gì Nghĩu đại lại nhặt tình báo trên mặt bàn đi Đi thánh cảnh một chuyến Biết một chút tình huống Đã giúp Thiệu Bình Ba tìm được đối thủ Chuẩn bị mời Ngọa Long xuất sơn quan phương nghi kinh ngạc Có thể Được ngươi gọi là Ngọa Long Là Vân cơ nhìn qua cũng rất hiếu kỳ Nghĩu đạo khẽ mỉm cười một người rất có ý tứ Được người này Liền có rất có khả năng khống chế được thế cục Tống Quốc Cho dù không phải nhắm vào Thiệu Bình Ba Ta cũng phải nghĩ biện pháp Kéo tới làm việc cho ta Tạm dùng Thiệu Bình Ba đến thử xem Thanh đao này có biến không À, để biết ngoại long là ai thì tập sau nha mọi người xin chào